Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được trang chứa niềm vui, vì có một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em. Lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, cái chết là nỗi mất mát lớn nhất của mỗi người chúng ta, và nó để lại nơi mỗi người chúng ta một nỗi buồn sâu thẳm và khó nguôi ngoai. Khi những con người chứng kiến cái chết ấy, có những người đã dường như không thể vượt qua được. Chẳng hạn như người chồng của người vợ trong 19 nạn nhân chết trong vụ xả súng ở thành phố Uvalde, Texas của chúng ta, đã mới chết hôm qua vì không chịu được cơn sốc ấy. Giữa sự hỗn mang của cuộc sống và bấp bênh của cuộc sống, chúng ta được mời gọi xác tín vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, bởi vì chính Đức Kitô đã chuẩn bị tâm lý cho các môn đệ cũng như cho mỗi người chúng ta như điều mà Ngài nói với mỗi người chúng ta trong bài tin mừng hôm nay: lòng anh em sẽ đau buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Làm sao nỗi buồn có thể trở thành niềm vui, thưa quý bà và anh chị em, khi chúng ta sống trong thực tại đầy đau khổ như thế này? Bối cảnh của bài tin mừng ngày hôm nay được diễn ra trong diễn từ ly biệt, và Đức Kitô chuẩn bị tâm lý cho các môn đệ bởi vì Ngài thấy được rằng các môn đệ sẽ đau buồn. Và phần bài tin mừng ngày hôm nay tiếp nối bài tin mừng ngày hôm qua. Chính Đức Giêsu nói: một ít lâu nữa anh em sẽ không còn gặp Thầy, nhưng một ít lâu nữa anh em sẽ thấy Thầy. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho các môn đệ, nhưng khi cái chết của Đức Giêsu xảy ra, các ông đau buồn và chạy toán lại. Một số thì trốn trong một căn nhà được đóng kín cửa, còn một số thì trở về quê. Và điều này cho thấy động cơ ban đầu theo Chúa của các ông. Điển hình là hai môn đệ trên đường Emmaus. Khi đang đi về quê như vậy thì Đức Giêsu hiện ra với các ông. Các ông lầm tưởng là người bộ hành và nói rõ cái động cơ theo Chúa của mình: phần chúng tôi kỳ vọng người sẽ khôi phục vương quốc Israel. Và điều này cho thấy dường như con đường theo Chúa của các ông là muốn Chúa làm theo ý riêng của mình, chứ không đi theo con đường của Đức Giêsu. Và ý nghĩa của người môn đệ đó là đi theo con đường của Đức Giêsu, đó là con đường của thập giá, không có cách nào khác hơn được, thưa quý bà và anh chị em. Dĩ nhiên ngày hôm nay con người ta không dám chấp nhận thập giá, bởi vì đó là biểu tượng của sự đau khổ và thất bại. Nhưng đối với Đức Giêsu thì Ngài cho chúng ta thấy ý nghĩa mới mẻ của sự thập giá, đó là sự sống nảy sinh từ chính cái chết của người. Thực vậy, khi Đức Giêsu chết thì các môn đệ đau buồn, còn thế gian thì vui mừng. Nhưng ít lâu sau đó Đức Giêsu phục sinh sống lại và hiện ra với các ông, và các ông đã vui mừng. Và hơn thế nữa, thưa quý bà và anh chị em, nếu chúng ta để ý, Đức Giêsu không nói là nỗi buồn sẽ được thay thế bằng niềm vui, nhưng Ngài nói rằng chúng ta sẽ lo buồn. Điều đó có nghĩa là gì? Thực tại đau khổ vẫn còn đó. Thiên Chúa không cất đi nỗi đau khổ của chúng ta, nhưng Thiên Chúa sẽ biến cái nỗi đau khổ ấy thành niềm vui. Và từ đây chúng ta mới hiểu được rằng
Sự phục sinh không bao giờ tách khỏi thập giá. Sự phục sinh của Đức Giêsu sẽ biến nỗi đau trở thành niềm vui. Và đó là lý do tại sao, thưa quý bà và anh chị em, giáo hội không ngần ngại, không sợ để rao giảng về cái chết của Đức Giêsu. Bởi vì chính cái chết của Đức Giêsu sẽ mang lại cho chúng ta, cho nhân loại sự sống đời đời. Chính Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Côrintô rằng: "Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô trên thập giá, một điều vấp phạm cho dân Do Thái và điều dại dột đối với dân Hy Lạp. Và dù là dân Do Thái hay Hy Lạp, thì đó là một vị cứu tinh bởi quyền năng của Thiên Chúa và khôn ngoan của Thiên Chúa." Và vì vậy, thưa quý bà và anh chị em, chúng ta được mời gọi can đảm đối diện với những thách đố, với những đau khổ của thực tại đời sống chúng ta. Và bởi vì chính trong đau khổ ấy, chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui. Bởi vì cũng chính trong bóng đêm, chúng ta sẽ thấy được niềm vui của bình minh ló rạng, như lời của David đã nói trong Thánh Vịnh 30 rằng: "Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo." Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen.